Thưa quý vị, ngày 14 tháng 3 năm 1988, Trung Quốc sử dụng nhiều tàu chiến với hỏa lực rất mạnh tấn công các tàu vận tải của Việt Nam ở khu vực các đảo Gạc Ma, Lendao và Kulin. Chúng cho quân đổ bộ lên Gạc Ma, nhổ cờ Việt Nam, điên cuồng xả súng vào các chiến sĩ Việt Nam tay không vũ khí đang xây dựng cột cờ trên đảo. Chúng rất đông, trang bị đầy đủ súng ống các loại, tràn lên đảo, cướp cờ Tổ quốc đã được bộ đội ta cắm trên đảo. Lính Trung Quốc dùng súng AK bắn xối xả vào bộ đội ta, hơn 60 người đã ngã xuống. Tại Gạc Ma, các chiến sĩ đã nắm tay nhau kết thành một vòng tròn bao quanh lá cờ Tổ quốc, vòng tròn bất tử. Liệt sĩ Trần Văn Phương ngã xuống khi giành giật lá cờ Tổ quốc từ tay giặc, và anh hùng Nguyễn Văn Lanh tay không chiến đấu để bảo vệ lá cờ. Và nhiều chiến sĩ đã trở thành biểu tượng anh hùng trong cuộc chiến vệ quốc. Trận chiến này, 64 chiến sĩ đã hy sinh, 11 chiến sĩ bị thương. Máu và thân xác các anh đã hòa cùng sóng biển, nhưng tấm gương dũng cảm bảo vệ Tổ quốc sẽ mãi là những thiên sử anh hùng bất diệt. Trong biển vắng, nơi đây anh nằm xuống, siết vòng tay bao quanh giữ ngọn cờ. Tiếng súng rền vang, máu hòa trong lửa. Anh ngã xuống trong vòng tay, ngọn cờ vẫn tung bay. Quân giặc đến, xông lên giương nòng súng, siết vòng tay bao quanh giữ ngọn cờ. Ngước mắt nhìn nhau, máu nhòe mắt lệ, vì đất nước hy sinh, ôi tình yêu trọn vẹn hiến dâng đời. Gạc Ma ơi, Gạc Ma, mắt mẹ trông chờ ngày tiễn con. Mẹ nói chúc yên lành, nhưng có ngờ đâu tin con nằm trên biển, cờ trên tay phần phật gió tung bay. Gạc Ma ơi, Gạc Ma, dáng vợ trông chờ ngày tiễn anh, khẽ nói mong anh về, nhưng có ngờ đâu tin anh nằm trên biển cùng anh em và cờ máu loang màu. Trong biển vắng, nơi đây anh nằm xuống, siết vòng tay bao quanh giữ ngọn cờ. Tiếng súng rền vang, máu hòa trong lửa. Anh ngã xuống trong vòng tay, ngọn cờ vẫn tung bay. Quân giặc đến, xông lên giương nòng súng, siết vòng tay bao quanh giữ ngọn cờ. Ngước mắt nhìn nhau, máu nhòe mắt lệ, vì đất nước hy sinh, ôi tình yêu trọn vẹn hiến dâng đời. Gạc Ma ơi,
gác má mắt mẹ trông chờ, ngày tiễn con mẹ nói chúc yên lành, nhưng có ngờ đâu tin con nằm trên biển, cờ trên tay phần phật gió tung bay. Gác má ơi gác má, dáng vợ trông chờ, ngày tiễn anh khẽ nói mong anh về, nhưng có ngờ đâu tin anh nằm trên biển cùng anh em và cờ máu loang màu. Trong đôi mắt anh ta còn thấy trời xanh cùng mây trắng bay là màu cờ tôi.